tôi cũng còn. Múc nước lèo cũng còn cho vào tô. Rất là thơm, rất là ngon. Đây là ngã tư Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định nha các bạn. Thì kẹt về hướng Phan Văn Trị, chúng ta sẽ có chi nhánh của hệ thống bún bò xưa 25.000 một tô, rất là Huế, rất là bọc bạc. Đây chi nhánh bún bò xưa 25.000 tô, chi nhánh Phạm Văn Đồng, trong các tất cả các chi nhánh của hệ thống bún bò xưa. Nạc với lại chả giá trị 25.000 thôi. Đây là rau. Bún bò xưa 25.000 tô tại một cái Sài Gòn đắt đỏ và náo nức. Hiện nay thì bún bò xưa có tất cả là bốn chi nhánh, trên mạng 8, Ngô Tất Tố, Cao Thắng và Phạm Văn Lộc. Đây có dịch vụ giao hàng tận nơi và ship 24/24. Đây số điện thoại đây các bạn, 0898 088 099. Số điện thoại rất là đẹp. Chỉ có 25.000 tô, nhưng mà ngoài đó có những sự lựa chọn thêm cho những cái gia vị khách muốn gọi, thì có giá từ 35-50.000 và nước thì cũng rất là rẻ, khoảng từ 8-15.000, 17.000 thôi. Đây có cả kem bánh lăng và dâu sữa tươi nữa nha các bạn. Gọn gàng sạch sẽ.